Chào thầy cô và các bạn. Hiện nay drone đang dần trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hiện nay. Các công trình nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay còn đang rất là mới về đề tài này. Chính vì thế trong hôm nay em xin được giới thiệu về cơ khí cũng như cấu tạo chi tiết của về chiếc drone với tên đề tài drone tự hành có khả năng bay theo quỹ đạo trong không gian xác định. Với công việc chính là em Ma Văn Hùng là lập trình nhúng, bạn Hoàng Đình Bách là thiết kế cơ khí và thiết kế mạch điện tử PCB, bạn La Văn Ngọc là thiết kế Python và giao tiếp với drone. Từ việc cách lựa chọn các linh kiện điện tử đến việc thiết kế mạch PCB và lập trình điều khiển, cuối cùng là việc giao tiếp giữa Python và drone, mỗi bước đều đạt được sự tâm huyết và cẩn thận của các thành viên trong nhóm, từ đó đã tạo ra một sản phẩm hoàn thiện. Drone này không chỉ đơn thuần là một dụng cụ giải trí, nó còn được áp dụng trong nhiều các lĩnh vực khác nhau như quân sự, quay phim, giám sát, và mục tiêu của chúng em hướng tới là cứu hộ trong các tình huống khẩn cấp trong không gian chưa xác định. Sau đây em xin được trình bày sơ qua về lưu đồ thuật toán điều khiển và cấu trúc lập trình bộ điều khiển vị trí trên vi điều khiển ESP32. Lưu đồ thuật toán sẽ được chia làm 4 phần chính. Đầu tiên đó là đọc dữ liệu bằng cách kiểm tra giá trị xung PWM từ receiver để xác định các chế độ bay, sẽ được chia ra làm 3 chế độ bay: chế độ bay cân bằng, chế độ bay giữ chiều cao và chế độ bay giữ độ cao và vị trí. Đầu ra của bộ điều khiển vị trí sẽ được gửi đến mạch cân bằng điều khiển drone và gửi thông tin được đóng gói dạng JSON qua giao tiếp UART để truyền về máy tính và xử lý dữ liệu. Về code để lập trình cho bộ điều khiển vị trí sẽ được lập trình bằng Arduino IDE và được lập trình cho vi điều khiển ESP32 và được đặt trong một vòng lặp 6 mili giây. Trong vòng lặp điều khiển này sẽ gọi đến các hàm đặt ở các tab khác nhau để thuận tiện trong việc lập trình. Em là Hoàng Đình Bách, em xin giới thiệu phần việc em đã làm. Đầu tiên là thiết kế cơ khí. Về phiên bản thứ nhất thì khung đã đáp ứng được phần chịu tải nhưng trọng lượng chưa được tối ưu. Về phiên bản 2 thì khung đã đáp ứng được cả trọng tải và trọng lượng cùng với khung đặt PCB. Về phần PCB, em đã làm một mạch điều khiển. Trải qua nhiều lần thiết kế thì em đã thiết kế được tối ưu về kích thước và chức năng cùng với hai mạch truyền thông không dây trên drone có kích thước nhỏ gọn 2.5 x 2.5 và mạch truyền thông không dây trên máy tính để thu phát sóng xa nhất kết hợp với USB UART. Qua nhiều lần thiết kế thì em đã tối ưu mạch vừa nhỏ gọn và dễ tùy biến. Em là La Văn Ngọc, sau đây em xin giới thiệu về giao diện liên kết giữa máy tính và drone qua việc sử dụng ngôn ngữ Python. Em sẽ sử dụng mạch thiết kế của bạn Hoàng Đình Bách và lập trình vi xử lý của bạn Ma Văn Hùng. Em sẽ nhận dữ liệu truyền từ drone về máy tính và xuất dữ liệu lên màn hình bằng ngôn ngữ Python. Thứ nhất, em sẽ đưa ra màn hình logo và giới thiệu tên đề tài. Thứ hai là chọn tổng kết nối và tốc độ truyền được đưa ra màn hình. Tiếp đến là các nút ấn trên màn hình gồm Clear là xóa dữ liệu hiện tại, Start là bắt đầu nhận dữ liệu, Exit là thoát chương trình và cuối cùng là Stop là dừng chương trình hiện tại. Tiếp theo là em sẽ chia hai luồng xử lý. Một là bên trái sẽ là luồng vẽ trục XYZ trong không gian để theo dõi chuyển động của drone. Tiếp theo là bên phải là luồng đọc dữ liệu serial và hiển thị tất cả các dữ liệu lên màn hình. Các dữ liệu thu thập được từ drone, từ dữ liệu raw picture, nhóm sẽ xuất ra góc nghiêng của drone khi bay lên màn hình. Đề tài nghiên cứu và chế tạo drone tự hành có khả năng bay theo quỹ đạo trong không gian xác định mới còn làm được trên hành trình phát triển. Ví dụ như chúng em sẽ kết hợp 4 cảm biến xung quanh để phát hiện giữa drone và vật thể và biết được khoảng cách, từ đấy sẽ xuyên được vị trí của nó trong môi trường 3D và ứng dụng hệ điều hành ROT 2 để thiết lập bản đồ 3D trên máy tính cũng như là các ứng dụng của nó trong việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Chúng em xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã dành thời gian để theo dõi. Chúng em xin cảm ơn.